Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay mình có lại giường của anh Vũ nha anh em, để giới thiệu với anh em một số phô mai vàng, một số phô mai tứ quý nha anh em. Đặc biệt hôm nay tứ quý nhiều nha anh em, lùng lực không anh em ơi, giá mềm ha, tứ quý lùng lực không à, giá vừa chơi cho anh em chơi nha anh em. Đó, mai vàng này nè, một số mai vàng khá đẹp ha, số mai vàng xù luôn nha anh em. Đây có cái này xù như cúp cho anh em ơi, cái đuốc vậy ha, giá mềm ha. Đây có quý như vàng luôn nha anh em, có tới quý chính mai vàng luôn ha. Mà tới quý này cái củ đế này nè, nhiều lắm ha. Giá hôm nay là giá mềm cho anh em chơi anh em ha. Rồi anh Gùng ơi, rồi lời nói đầu tiên chào tất cả anh em YouTube ha. Hôm nay chương trình lên là có mười mấy phôi, trong đó có tới quý và mai vàng luôn anh em. Rồi mình nhắc lại số điện thoại anh Gục ơi, 0907 914 218. Rồi số điện thoại của anh Vũ bổ sung góc trái mình chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát anh em ha. Bắt đầu là cây số 1, hôm nay tôi quý lùng lực. Cây này vậy anh em mặc sức thờ hầu ghép luôn thấy anh em. Đóng tài cảnh đóng tứ diện hết trơn thấy anh em. Tứ diện ghép nhanh chơi anh em ha. Tôi quý giờ mua khó lắm nha anh em. Cây này hoành bự nha anh em, cây này hoành nó 45, 46, 50 thấy anh em. Giá chỉ vài triệu rồi thấy anh em. Ok anh Gục, anh em giờ chơi tứ quý cũng biết ha, tứ quý bây giờ trên mạng nó đang hot thấy anh em, sốt lắm nha anh em. Rồi cho thông số luôn anh Gục ơi. Cây này bưu đế nó không giữ mà con cái nó đều hết trơn bốn mặt hết anh em. Trong cây thiên nhiên mà đâu được vào Mỹ hết anh em. Ok. Bốn mươi bảy hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 47. Chiều cao là 45. Chiều cao 45. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Và mã số 1 này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 1 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 6 triệu ha. 6 triệu nha anh em. Mã số 1 ha. Như rồi tiếp theo mã số 2 nha anh em. Mã số 2 cũng là phô mai tứ quý nha anh em, lùng lực luôn ha. Đế cũng đều hết trơn hết anh em. Ok. Mã số 2 là tứ quý luôn nha anh em. Rồi cho thông số luôn Gục ơi. Cây này tay cành có sẵn anh em, ghép mau chơi ha. Ok. Sát lớn không à, hoành bự không nha anh em. 43 hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 43. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Đường kính là 33, 35. Đến vào 35. Rồi mã số 2 này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 2 giao lưu với anh em giá cũng nó là 4.700 ha. 4.700 mã số 2 nha anh em. Bao ship này mọi miền nó quá ha. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em. Mã số 3 cũng là phô mai tứ quý nha anh em. Bộ đế cây này đẹp lắm nha anh em. Cây này bộ đế thì anh em khỏi nói nha anh em. Đặc biệt tay cành anh em coi nè. Một cây liền lạc luôn nha anh em. Một cây liền lạc anh em. Và một cây nha anh em. Nó nè ha, một cây nha anh em. Ok. Cây mở đóng lên tượng nè anh em, đọc bo cái thứ gì chịu nổi anh em, mà đặc biệt bộ đế nè anh em coi nè. Đế cũng tốt. Đế đẹp anh em. Đế đều băng cho nha anh em. Cây này nó quái anh em, cây này anh em ghép đẹp lắm nha anh em. Ok anh Gục. Tứ quý anh em mình sắp quay tứ quý trước mai vàng, có mấy cây quay sau clip nha anh em. Ok. Rồi cho thông số luôn anh Gục ơi. Bốn mươi mốt hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 41. Chiều cao là 44. Chiều cao 44. Đường kính bầu 40. Đường bầu 40. Rồi mã số 3 này giá sao anh Gục ơi? Rồi mã số 3 này xin giao lưu với anh em giá cũng nó là 5.500 ha. 5.500 mã số 3 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là phô mai tứ quý nha anh em. Cây này cũng quái hay nè. Cũng quái nha. Mấy cái bo này là vừa anh em ghép lắm hay nè. Mà liền một cây nè anh em thấy không? Ok anh Gục. Nó liền hết trơn anh em, một cây liền lạc anh em thấy không? Liền kiếp nha anh em ha. Đó. Rồi cho thông số luôn anh Gục ơi. 46 hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 46. Chúng ta 41. Chỉ có 41. Đứng vào 34. Đứng vào 34. Rồi mã số 4 này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 4 giao lưu với anh em giá cũng là 4 triệu ha. 4 triệu mã số 4 nha nè. Bao ship anh em mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã số 5 là phôi mai tứ quý dính mai vàng nha anh em. Quý như vàng ha. Phôi này giờ chủ nhà ta trồng sao mà hai cây nó dính liền luôn anh em thấy không? Đây nè. Anh em nhìn hai màu là biết ha anh em. Đây nè. Đó. Bên đây là tứ quý nè anh em. Bên đây là mai vàng ha anh em. Đó. Nó liền luôn nha anh em. Nó liền với nhau luôn nha. Giống như là một cây vậy ha. Đó. Quái nha anh em. Quái nha anh em. Hai cái mũ nó hòa quyện nhau luôn á anh em. Anh em nhìn hai màu biết ha, bên tứ quý nữa bên tứ quý nữa bên mai vàng ha anh em. Quý như vàng.
độc lạ. Thường thường là mấy cây này nó ghê nha, mà này nó liền nhau luôn anh em. Và thằng nó 23 nha anh em. Thằng 23. Cái cũ nó 48. 48. Chiều cao 36. Đường kính bầu 28. Rồi mã số 5 này giá xin gục ơi. Rồi mã số 5 này giao lưu với anh em giá của nó 1.200.000 ha. 1.200.000 mã số 5 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 6 cũng là quý như vàng luôn nha anh em. Cũng cây tới quý dính cây mây vàng luôn ha. Hàng này hàng quái nha anh em. Quái. Anh em thấy cái cốt này là cốt quý nè anh em thấy không? Dính đu này là mây vàng hay anh em. Nó liền luôn nha anh em. Mấy cây này anh em về tập ghép cho trải nghiệm anh em. Ok anh gục. Tổng luôn anh em. Tổng là 35. Tổng là 35. Chiều cao 28. Chiều cao 28. Đường kính bầu 27. Rồi mã số 6 giá sên gục ơi. Mã số 6 vô luôn với anh em giá nó là 900k ha. 900k mã số 6 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 7 cũng là quý như vàng luôn anh em ha. Cây mai tới quý dính cây mai vàng. Anh em nhìn vô thấy hay nữa cây tới quý nữa cây mai vàng anh em. Ai mặt này mai vàng nữa nè. Đây tôi quý đây nè anh em ha. Hai cây nó liền thành một cây luôn anh em nè. Hai cái này là hai cái cây mũ nó hòa quyện nhau luôn đó nha nè. Như là một cây luôn. Rồi thông số luôn cục ơi. 23 bình thân nha anh em. Bình thân là 23. Cũ đó là 50 nha anh em. Cũ 50. Chiều cao 34. Rồi mã số 7 này giá xanh cục ơi. Mã số 7 giao lưu với anh em giá của nó là 900k ha. 900k mã số 7 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 8 là quý như vàng luôn nha anh em. Quý như vàng ha. Cái này là hai túi quý nè nha anh em. Nhỏ này là mai vàng nè anh em. Ok. Còn hai cái này là hai túi quý ha. Cái này máu túi quý mạnh hơn nha anh em. Túi quý nhiều ha. Hai quý nhiều. Cái này về anh em tập ghép đồ chơi ha. Giờ ok. Anh em túi quý về giá vài trăm anh em. Giá này anh em khỏi suy nghĩ ha anh em ha. Rồi cho thông số lên cuộc ơi. Cái cũ nó 38 nha anh em. Cái cũ 38. Bình thân tổng của nó là 23 nha anh em. Bình thân tổng là 23. Chiều cao 28. Chiều cao 28. Đường kính bầu 26. Rồi mã số 8 này giá xanh gục ơi. Rồi mã số 8 tứ quý này giao lưu với anh em giá của nó là 800k ha. 800k mã số 8 nha anh em. Ba ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 9 nha anh em. Mã số 9 là phong mai tứ quý lục lực. Để đẹp nha. Số 9 của mã tứ quý nha anh em. Đó, quay lên tứ quý hết tứ quý mới quay mai vàng ha anh em. Mai vàng cái vài cây ha, còn như tứ quý luôn anh em. Ok. Cái này tứ quý bộ đế nha anh em coi nè. Điều băng nha anh em ha. Băng hết trơn luôn. Lực không? Cây này giờ anh em đóng bo gì chịu nổi hay anh em. Ok anh gục. Hết cái bộ đế anh em mới lực vào nằm nè. Rồi cho thông số luôn gục ơi. 37 bình thân nha anh em. Bình thân là 37. Chiều cao là 34. Chiều cao 34. Đường kính bầu 40. Rồi mã số 9 này giá xanh gục ơi. Rồi cái mã số 9 tứ quý này giao lưu với anh em giá cũng nó là 3.800.000 ha. 3.800.000 mã số 9 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 10 nha anh em. Mã số 10 là phô mai tứ quý ha. Cây này whip nha anh em, đẹp ha. Thằng nó chụp lắc luôn anh em. Đặc biệt cái củ đế này anh em coi nè. Ok. Củ đế này nè. Củ đế này còn xuống được nữa nha anh em. Cây tứ quý mà củ đế này giờ khó kiếm lắm nha anh em. Cây này hoành lớn nha anh em. Hoành nó là 50 nha anh em. Ok anh gục. Hết kiếm cái củ đế này anh em ơi. Tứ quý mà kiếm cái củ đế này giờ sao có anh em. Ok. Rồi cho thông số lên gục ơi. Bình thân là 48. Cục đó đặt nó là 1 mét nha anh em. Cái củ đó đặt 1 mét nha anh em. Chiều cao của nó là 1m1. Chiều cao 1m1. Đường kính bầu là 45. Rồi mã số 10 này giá xanh gục ơi. Rồi cái mã số 10 này giao lưu với anh em giá của nó là 11.800.000 ha. 11.800.000 mã số 10 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là phô mai tứ quý nha anh em. Phôm này đẹp nha anh em. Cây mai tứ quý mình có giọng chữ C nè anh em thấy không? Chữ C khá đẹp ha. Anh em làm cây đẹp lắm nha anh em. Ok anh gục. Rồi cho anh em thông số luôn gục coi. Quá khá tứ quý này đẹp lắm. Cây này anh em làm cây thứ gì chịu nổi. Bốn mươi ba bình thân nha anh em. Bình thân là 43. Cái cũ nó là 55 nha anh em. Cái cũ 55. Chiều cao là 44. Chiều cao 44. Được cũng là 37. Rồi cây mã số 11 này giá xanh gục ơi. Rồi cây mã số 11 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 5.800.000 ha. 5.800.000 mã số 11 nha anh em. Ba ship này mọi miền nó quá ha.
Rồi tiếp theo mã số 12 cũng là phô mai thú quý nha anh em. Lục lực, cái củ khá đẹp anh em ơi, cái củ kìa. Thú quý nha anh em. Mã số 12 là thú quý. Hết cái bát chưa ăn anh em ơi nè. Ok anh ruột. Ok anh em về đóng hai bo rồi làm chơi được hết anh em. Rồi cho thông số anh ruột coi. Quả thăng là 32. Cái bát lên chậu của nó là 39 nha anh em. Bát lên chậu là 39 nha anh em. Chiều cao là 42. Chiều cao 42. Đường kính bầu là 33. Đường kính bầu 33. Rồi mã số 12 này giá sao anh ruột ơi? Rồi cái mã số 12 này giao lưu với anh em giá cũng là 2.800 ha. 2.800 mã số 12 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 13 nha anh em. Mã số 13 là phô mai thú quý luôn ha. Thú quý này bộ đế cây nào nó bành 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 cúng trong bên này anh em. Mã số 13 là thú quý nha anh em. Ok anh ruột. Quỳnh Thăng là 32. Chiều cao là 42. Chiều cao 42. Đường kính màu 34. Đường màu 34. Rồi mã số 13 này giá xanh ruột ơi. Mã số 13 coi thú quý này giao lưu với anh em giá cũng đó là 2.900 ha. 2.900 mã số 13 nha nè. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là phô mai thú quý nha nè. Hấp cái củ này em ơi. Củ khá đẹp nha nè. Cây nguyên kia mình bứng về mình chưa có vệ sinh kỹ anh em. Đó, quá đẹp ha anh em ha. Rồi cho thông số anh ruột coi. Quỳnh Thăng là 32. Đó, cây đầu đế nó 35 nha anh em. Cây đầu đế là 35 nha, cây 35 hoành lên chậu ha anh em. Cục đặt của nó là 67. Cục đặt là 67. Chiều cao của nó là 44. Chiều cao 44. Đường kính bầu 36. Đường bầu 36. Rồi mã số 14 này giá sao anh ruột ơi? Rồi cái mã số 14 này giao lưu với anh em giá của nó là 3.300 ha. 3.300 mã số 14 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 15 là phôi mai vàng nha anh em. Bộ đế khủng nha anh em. Mã số 15 là phôi mai vàng. Quay cành đẹp bộ đế kìa anh em ơi. Cái bộ đế này anh em thấy biết sao màu phân nó đen không? Tại cây này cây thượng bồn nha anh em. Nằm bồn nha anh em. Ok. Cây này đặc biệt cây này là bông đẹp bao anh em luôn ha. Bao bông nha anh em, cây này bao bông ha anh em ha. Cây này của ta chơi hết anh em. Anh em bộ đế nhìn anh em coi nhìn nè. Rồi khủng khiếp lắm anh em ơi, bộ đế này. Đang có đang dấu hiệu đang lên xù hết anh em, đang bể xù. Ok anh ruột. Đặc biệt bộ đế này anh em coi nè. Quá đẹp. Rồi cho thông số luôn ruột ơi, mã số 15 là phôi mai vàng nha anh em. Bộ đế khá đẹp anh em ơi. 41 Quỳnh Thăng nha anh em. Quỳnh Thăng là 41. Chiều cao là 54. Chiều cao 54. Đường kính bầu là 52. Đường kính bầu là 52. Rồi mã số 15 này giá sao anh ruột ơi? Rồi cái mã số 15 mai vàng này giao luôn với anh em giá cũng là 6.500 nha. Rồi mã số 15 phôi mai vàng giá 6.500, bao ship này mọi miền Tổ quốc nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 16 nha anh em. Mã số 16 là phôi mai vàng. Cây này ra là vú bò luôn nha anh em. Anh em đỉnh mặt này nó có hai giò nên anh em thấy không? Vú đang bò tới nha anh em. Ok anh ruột. Xác cũng lớn lắm nha anh em. Bự ha. Bự lắm nha anh em. Bự nha anh em. Nhỏ tiền ha anh em. Nhỏ tiền. Cây này anh em làm cây bay đẹp lắm ha anh em. Nó bay ngớp ha anh em. Ok anh ruột. Đấy, nhìn cú đang bò luôn nha anh em ơi nè. Hết biết lít luôn nữa nè. Rồi, con số luôn. Ok. 39 Quỳnh Thăng nha anh em. Quỳnh Thăng là 39. Tổng của nó là 85 nha anh em. Tổng là 85 nha anh em. Chiều cao là 58. Chiều cao là 58. Đường kính bầu nó là 49. Đường kính bầu là 49. Rồi, cây mã số 16 phôi mai vàng này giá sao anh ruột ơi? Rồi mã số 16 với 3.800 nha anh em, bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 17 nha anh em. Mã số 17 cũng là phôi mai vàng. Dạng nó cũng như con thú anh em ha. Có xá cây này anh em ơi. Cây này nó cũng như là sỉ đó nè anh em. Mình mảnh nó găng vuốt của nó xanh nè anh em. Ok. Đấy bắt tay không nha anh em. Cái này mới dài thấy duyên mình nha anh em. Ok. Cái mây giường nha anh em. Mây giường mình nha anh em, mấy cái bộ đế được gì nha anh em. Ok anh ruột. Mặt mũi cũng lai lai thú này nè anh em, nó hay cái giò nè. Mặt tay chưa nó lên bắp hết trơn nha anh em. Cái đó là bàn tay mình đưa lên gì đó anh em thấy nè không? Quá gật gỡ. Cây bự mà nhỏ nha anh em. Bự xác mà nhỏ tiền. Lắm cái cây nha anh em.
số luôn. Rồi sẽ thông số lên cuộc coi. Bốn mươi hai Hoàng Thăng nha anh em. Hoàng Thăng là 42. Cái bài đặt của nó là 74 nha anh em. Bài đặt là 74 nha anh em. Đường kính bầu là 54. Đường 51. Đường kính bầu là 51. Chiều cao là 54. Chiều cao 54. Rồi mã số 17 này giá xanh gột ơi. Rồi cái mã số 17 giao luôn chứ anh em, giá cũng nó là 4 triệu 500 ha. 4 triệu rưỡi mã số 17 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo cái mã số 18. Mã số 18 là cây mai vàng xù quái nha anh em. Xù này là xù chảy cũng hiểu luôn nha anh em, xù nhiễu nha anh em. Ờ. Cây này nó đang nhiễu dài xuống nè. Cây này anh em về trồng thời gian nó xù hết cây là giá trị lắm nha anh em. Thì xù chảy này là quý nhất trong cái loại xù nha anh em. Để anh em chơi cây xù chiên về mới xù anh biết. Xù nó kêu gì sáp bằng cậy đó nè. Quá đẹp ha nè. Đúng đời luôn ha. Thì cây này chỉ chụp cái nón anh em ha. Như quý đây quýnh nghe coi cái cành này nè anh em, nó rớt nhiễu xuống ha. Đặc biệt cái xù này đế đẹp nha anh em. Cái xù thường thường là bốc ổng sắp đế ha. Đó anh em coi xù của đế nè nè. Xù này đế đẹp luôn ha anh em. Ok. Nở cậu. Hậu luôn ha. Nở hậu. Cây này anh em làm về khoảng chừng 5 7 năm sau mà nó xù hết mình là cây này giá trị lắm anh em. Rồi, cho anh em nó thông số anh gột coi. 35 Hoàng Thăng nha anh em. Hoàng Thăng là 35. Chiều cao là 80. Chiều cao là 80. Đường kính 34. Đường kính là bầu là 34. Rồi cây mã số 18 phôi mai vàng xù độc lạ này giá xanh gột ơi. Rồi cây mã số 18 cây mai vàng xù chảy giao luôn chứ đem giá cũng nó 3.800.000 ha. 3.800.000 mã số 18 mai vàng xù với năm. Rồi cây mã số 18 phôi mai vàng xù cũng là coi cuối cùng clip ngày hôm nay. Anh em nào hết trực tiếp với anh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em yêu quý hiệp trường bấm mình đăng ký kênh sang kênh địa hình phục vụ cho anh em. Hằng ái chờ anh em hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.